Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Bách Chiến 3D nha anh em. Thì con này sẽ khai mở server 16 vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2022 nha anh em. Đặc biệt là tặng cho mấy anh em bộ Cody Tân Thủ nha, gồm 4 cái code Tân Thủ nha anh em. Thì mấy anh em nhập hết 4 cái code nào vào thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà bên dưới nha anh em. Ví dụ như là tặng ngay cho mấy anh em là 500k kim bảo phá nha, và 5555 kim nguyên bảo không phá nha anh em. Thì mấy anh em tiêu kim bảo thì mấy anh em sẽ lên được quyết 4 nha. Đó, tặng thêm cho mấy anh em là 500 thẻ nhân 3 kinh nghiệm tha hồ anh em up cấp nha anh em. Thì mỗi ngày tặng cốt và các event hấp dẫn nha. Đó, thì con này là chơi được trên Android lẫn iOS nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì mấy anh em đánh boss thì có thể gơi đồ VIP nha anh em. Đó, rất là ok luôn nha. Thì phiên bản này là phiên bản AD đã update mới, thêm những cái là thú cởi, thời trang nữa ha. Thời trang rồi cực đẹp nha anh em. Đó, cánh rồi, thời trang, thú cởi là rất là đẹp nha anh em. Rất ok luôn nha. Thì mấy anh em có thể tải game tại trang chủ là bachchien3d.net nha. Đây, thì ở đây nó có những cái link cho anh em tải nha anh em. Đó, iOS nè, APK ha. Thì mấy anh em vào phần quản lý tài khoản, mấy anh em nhập 4 cái code vào nha anh em. Đó, thì ở đây mình sẽ làm demo cho anh em là server 15 nha anh em. Thì server 16 sẽ chính thức open vào lúc 19 giờ ngày mai nha anh em, tức là ngày 4 tháng 6 năm 2022 nha anh em. Đó, anh em nhớ vào chơi nha anh em. Thì ở đây mình sẽ demo cho mấy anh em là server 15 nha. Đó, ở đây anh em nhập 4 cái code vào nha anh em. Thì mình chỉ demo cho mấy anh em thử một cái code này ha. Mấy anh em nhập hết mấy code này vào nha anh em. Thì ở đây là những cái hình thức mấy anh em nạp thẻ để mấy anh em chơi game nha anh em. Thì phần này là phần thẻ cào ha. Đó, thẻ cào đó, nạp bằng Momo nè, mà nạp bằng ngân hàng nữa ha. Đó, rất thuận tiện cho mấy anh em chơi luôn nha anh em. Đó, rất là ok nha. Thì mấy anh em nhớ nha, 19 giờ ngày mai nha anh em. 19 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2022 nha anh em. Chính thức open server 16 nha anh em. Đó, rất là ok luôn nha. Rồi, bây giờ mình qua game nha anh em. Thì sau khi mấy anh em nhập hết 4 cái code vào thì mấy anh em vào hộp thư nha. Mấy anh em nhận những phần quà của mình nha anh em. Thì mấy anh em tiêu kim bảo thì mấy anh em sẽ lên được VIP 4 nha anh em. Đó, rất là ok nha. Thì con này đã được vượt quá nha anh em. Server rất là mượt nha anh em. Đã đi qua 15 server rồi, rất là ok luôn. Người chơi rất là đông nha anh em. Thì hôm nay là chính thức open server 16 nha. Vào lúc 19 giờ ngày mai nha anh em. Ngày 4 tháng 6 năm 2022 nha anh em. Anh em nhớ vào chơi nha anh em. Rồi, phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha anh em. Rồi, mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
Hãy an phận ở yên trong thành, ta sẽ theo dõi ngươi. Thuộc tính nào?